Hello cả nhà, em lên một con Wired Blue của Sico nha, rất là đẹp luôn, mặt kính dạng lồi nha, không tì vết, vát cạnh kim cương nha, ánh cái màu xanh lên rất là đẹp luôn nha cả nhà, hàng rất là đẹp luôn nha. Con này thì size 42 nha cả nhà, rất là dễ lên tay nha, chạy 6 kim ha, kim là có dạ quang nha cả nhà. Đây, kim trôi rất mượt nha. Kim đang trôi nha cả nhà. Rất là mượt ha, bấm giờ thể thao nha. Lịch ngày thì góc 3 giờ nha cả nhà. Hàng rất là đẹp nha. Đây, dây thép đúc dài rộng thoải mái luôn nha cả nhà. Rất là dài luôn nha. Anh em mình yên tâm ha. Hàng cực đẹp luôn nha cả nhà. Em mời cả nhà nha.